Thân mến, chào các bạn học sinh. Được sự phân công của tổ ngữ văn trường Trung học cơ sở Võ Văn Vân, cô Lê Hường sẽ đồng hành cùng các bạn trong tiết học củng cố kiến thức văn bản 6 học kỳ 2. Trong bài giảng này, cô có sử dụng một số hình ảnh, một số đoạn âm thanh sưu tầm từ nguồn internet. Trước khi tới với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, cô mời các bạn theo dõi màn hình. Các bạn hãy nhìn những bức tranh này và nhớ lại những từ khóa liên quan tới những văn bản chúng ta đã được học. Tới đây hẳn là các bạn đã nhớ ra rồi phải không nào? Hệ thống bài học ôn tập ngày hôm nay của chúng ta gồm 3 nội dung chính. Đấy là bài học Đường đời đầu tiên, Sông nước Cà Mau và văn bản Vượt thác. Phần 1 cô trò chúng ta cùng đi ôn tập phần củng cố. Phần thứ nhất, củng cố kiến thức về tác giả. Các em hãy nối tên văn bản sao cho phù hợp với tên tác giả. Văn bản bài học Đường đời đầu tiên do tác giả Tô Hoài sáng tác. Tô Hoài sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ông sinh năm 1920, mất năm 2014. Tên thật là Nguyễn Sen, bút danh sáng tác văn học sử dụng như là Mắt Biển Duy Phương, viết văn từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Với hơn 60 năm hoạt động, sáng tác bền bỉ, ông để lại khối lượng tác phẩm phong phú và đa dạng gồm nhiều thể loại. Ông được mệnh danh là nhà văn của thiếu nhi. Các em có thể tìm đọc một số câu chuyện hấp dẫn, giọng dí dỏm, gần gũi với cái tâm lý của các bạn nhỏ như là Võ Sĩ Bọ Ngựa, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Đàn Chim Gáy, hay một câu chuyện rất là ngắn đó là O Chuột. Hoặc các bạn có thể đọc những chuyện dài như là Chuyện Tây Bắc này, hoặc Vợ Chồng A Phủ. Các em sẽ được tiếp xúc ở trên chương trình trung học phổ thông. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu văn bản thứ hai, Sông nước Cà Mau của tác giả nào hả các bạn? À, Sông nước Cà Mau của tác giả Đoàn Giỏi sáng tác. Nhắc tới Đoàn Giỏi, chúng ta nhớ tới người con của quê hương Tiền Giang. Ông sinh năm 1925, mất năm 1989. Với bút danh Nguyễn Phú Lễ Huyền Thư, tác giả thường viết về thiên nhiên và con người Nam Bộ. Đặc biệt là những trang viết cho thiếu nhi thì giàu sức cuốn hút và hấp dẫn bởi sự trong trẻo và đậm chất phương Nam. Tập truyện dài Đất rừng phương Nam rất là nổi tiếng các em ạ, đã được chuyển thể thành phim Đất phương Nam. Trên màn hình các em thấy đây là hai nhân vật rất là quen thuộc trong bộ phim Đất phương Nam, An và Cò, do diễn viên Hùng Thuận và Phùng Ngọc đóng. Bộ phim đã truyền tải lại được nội dung tư tưởng của tập truyện Đất rừng phương Nam của tác giả Đoàn Giỏi, lấy biết bao nước mắt của khán giả, kể về cuộc đời lưu lạc của cậu bé An. Các em nhớ xem phim và đọc lại truyện nhé. Ngoài ra các em cũng có thể tìm đọc được những tác phẩm khác của tác giả Đoàn Giỏi như là Chuyện Cá Bống Mú này, hoặc là Ký Trần Văn Ơn, Cuộc Truy Tầm Kho Vũ Khí, vân vân. Văn bản thứ ba là văn bản cuối chúng ta ôn trong buổi sáng ngày hôm nay chính là văn bản Vượt thác của tác giả Võ Quảng. Võ Quảng sinh năm 1920, mất năm 2007. Quê ông ở Quảng Nam. Ông tham gia cách mạng từ năm 1945 tới năm 1971. Ông là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Các tác phẩm của ông viết dành cho thiếu nhi rất là nhiều. Và bởi vì ông đã từng phụ trách trang văn học thiếu nhi ở hội nên cái số lượng tác phẩm của ông viết cho thiếu nhi là rất lớn các em ạ. Các em có thể tìm đọc Kinh Tuyến và Vĩ Tuyến, tuyển tập của Võ Quảng, Anh Đom Đóm, hoặc chính tuyển tập Quê Nội mà là cái tập truyện chứa cái nội dung văn bản Vượt thác chúng ta đã được học. Vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong cái phần củng cố kiến thức về tác giả. Cô mời các bạn cùng theo dõi nội dung tiếp theo. Phần thứ hai, cô trò chúng ta sẽ đi củng cố lại kiến thức về từng văn bản.
Nội dung thứ nhất trong phần ôn tập văn bản, các em hãy xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính ngôi kể cho 3 văn bản. Ở văn bản bài học đường đời đầu tiên, thể loại chuyện đồng thoại. Theo quan điểm của tác giả Tô Hoài, chuyện đồng thoại là loại chuyện viết cho thiếu nhi. Tác giả lấy loài vật làm nhân vật trong câu chuyện, được nhân cách hóa, có tính cách, hành động, suy nghĩ giống như con người, thể hiện ý nghĩa tư tưởng của câu chuyện. Qua đó, câu chuyện cũng được thể hiện một cách sinh động, thú vị, hấp dẫn người đọc, người nghe. Phương thức biểu đạt của văn bản này chính là tự sự, hay còn gọi là kể và miêu tả, được kể bởi ngôi kể thứ nhất. Văn bản Sông Nước Cà Mau, thể loại chuyện dài, phương thức biểu đạt vẫn là kể và tả, nhưng có đan xen yếu tố thuyết minh các em ạ. Được kể bởi ngôi kể thứ nhất. Văn bản Vượt Thác, thể loại chuyện dài, phương thức biểu đạt chính kể tả, ngôi kể thứ nhất. Các em thấy không? Cả ba văn bản này đều có chung ngôi kể, đó là sử dụng ngôi kể thứ nhất. Ở văn bản bài học đường đời đầu tiên, nhân vật của chúng ta xưng tôi. Ở văn bản Sông Nước Cà Mau và Vượt Thác, nhân vật của chúng ta xưng chúng tôi. Thông qua cái cách kể chuyện sử dụng ngôi thứ nhất thì câu chuyện đến với người đọc sẽ được tự nhiên hơn, hấp dẫn hơn, gần gũi hơn và mang tính chân thật hơn, khiến cho người nghe, người đọc cảm giác tin tưởng. Yếu tố ngôi kể chúng ta đã học ở học kỳ 1 rồi phải không nào? Cô cũng đã nhắc lại và các bạn cố gắng nắm cái nội dung này cho thật chắc để chúng ta có thể sử dụng trong các bài tập làm văn về tự sự, hoặc chúng ta có thể sử dụng kết hợp trong những bài văn kể tả biểu cảm hoặc là cả kể nghị luận sau này các em có học ở các lớp trên khi sử dụng đan xen yếu tố tự sự. Các em nhìn vào phương thức biểu đạt chính này, ngoài yếu tố tự sự thì còn có yếu tố miêu tả. Và yếu tố miêu tả nó hầu hết chiếm cái phương thức chính ở trong cả ba văn bản này. Các tác giả của chúng ta đã sử dụng yếu tố miêu tả rất là tuyệt vời các em ạ. Kết hợp cái việc tả người này, tả hành động, tả tính cách hoặc là tả thiên nhiên, tả con vật, các tác giả đã tái hiện lại những cái bức tranh về con vật, về cảnh sông nước, về con người một cách sinh động. Yếu tố này cũng chính là cái nội dung chính trong cái phần học tập làm văn học kỳ 2 của chúng ta. Vậy các em hãy tập trung xem lại cái hình ảnh miêu tả trong từng bài học, để các em có thể học hỏi được từ cách sử dụng từ ngữ của các tác giả để vận dụng vào các bài viết tập làm văn tả vật, tả cảnh, tả người của mình nhé. Tiếp theo cô mời các bạn theo dõi một đoạn âm thanh. Đó chính là bài hát Dế Chuỗi Dế Mèn sáng tác Nguyễn Đình Bảng, thể hiện giọng ca Minh Tiến nha các em. Mèn chuỗi, mèn chuỗi, mèn dù ra dù gì, dù ra dù gì. Dù ra dù gì, dù ra dù gì. Anh em chúng ta nào dù sơn thủy, anh em chúng ta nào dù muôn nơi. Trắng tình hòn cuối trắng tình hòn.
về dưới mềm cùng nhau đi ngao dù lênh đênh trên mặt nước lướt trên bãi lá sen kia dưới chuối về dưới mềm như trong chuyện cổ tích đi đây đó khắp mọi nơi biết nhiều điều mới lạ này hỡi các em ơi hãy cùng nhau đi du lịch trong ngày hè rực rỡ cùng dưới chuối và dưới mềm để biết thêm những kỳ thú để học tập những điều hay ta cùng nhau ngao dù. Chúng ta đi vào phần thứ hai tìm hiểu văn bản. Chúng ta sẽ đi củng cố lại những kiến thức về cả ba văn bản. Văn bản đầu tiên chính là văn bản bài học đường đời đầu tiên. Các em hãy cho cô biết chuyện dế mèn phiêu lưu ký gồm bao nhiêu chương? Bài học đường đời đầu tiên nằm ở chương thứ mấy? Các bạn hãy nhớ lại kiến thức mình đã học nào. À, câu chuyện dế mèn phiêu lưu ký gồm có 10 chương. Bài học đường đời đầu tiên nằm ở chương số 1. Chương 1 kể về lai lịch và bài học đường đời đầu tiên của dế mèn. Chương 2, chương 3 kể chuyện dế mèn bị bọn trẻ con bắt đi chọi dế với các con dế khác. Mèn trốn thoát được. Trên đường về, mèn gặp chị nhà trò bị sa vào mạng nhện. Và mèn đã đánh nhau với bọn nhện độc để cứu chị nhà trò yếu ớt. 7 chương còn lại kể về cuộc phiêu du của chú dế mèn, chú dế chuỗi. Cả hai đã gặp không ít nguy hiểm trên đường đi, nhưng hai anh em kết nghĩa họ đã vượt qua rất nhiều thử thách khó khăn và nhận ra được nhiều ý nghĩa của cuộc sống. Các em hãy nhớ lại kiến thức ở bài học và hãy nhắc lại cho cô xem bức tranh tự họa của dế mèn được thể hiện qua những chi tiết nào. Dế mèn được tự họa thông qua lời kể của mình, qua ngoại hình, qua hành động, qua suy nghĩ. Về ngoại hình, với lời tự kể của dế mèn là một chàng dế thanh niên cường tráng với đôi càng mẫm bóng, vuốt thì cứng nhọn hoắt, cánh dài tận chấm đuôi, người rung rinh một màu nâu mỡ, đầu to nổi từng tảng rất bướng, răng đen nhánh, râu dài cong. Tác giả đã sử dụng hàng loạt các tính từ mẫm bóng này: cứng, nhọn, dài, rung rinh, một màu nâu mỡ bóng, màu nâu mỡ bóng, to, bướng, đen nhánh, dài, cong để thể hiện được ngoại hình vẻ đẹp của dế mèn. Thông qua những lời nói của dế mèn, chúng ta cũng thấy được hành động. Đó là những cái hành động mạnh mẽ, dứt khoát, đạp phanh phách, vũ lên phành phạch, nhai ngoàm ngoạp, trịnh trọng vuốt râu, cà khịa với hàng xóm, quát nạt chị cào cào và còn đá cả anh cọng vó. Các em thấy trong việc tái hiện lại hành động của nhân vật, tác giả đã sử dụng hàng loạt các động từ đạp, vũ, nhai, vuốt, cà khịa, quát, đá. Còn về suy nghĩ của dế mèn thì sao? Với cái vẻ đẹp về ngoại hình, cái hành động mạnh mẽ, dế mèn có suy nghĩ rằng: tôi tợn lắm, tôi cho là tôi giỏi, tôi tưởng tôi là tay ghê gớm, sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Thông qua đây các em thấy rằng cái cách sử dụng từ ngữ, sử dụng tính từ, sử dụng động từ cũng như là từ lấy này: rung rinh, phanh phách, phành phạch, ngoàm ngoạp, để tái hiện được cái hình ảnh dế mèn rất là sinh động. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng tới biện pháp nhân hóa, so sánh, sinh động để có thể tái hiện được hình ảnh chú dế từ khái quát đến cụ thể thông qua việc miêu tả ngoại hình, hành động làm nổi bật được suy nghĩ của chú dế. Từ đó các em thấy rằng dế mèn hiện lên với một cái vẻ đẹp cường tráng, mạnh mẽ, yêu đời, tự tin, phải không nào? Điều này chúng ta nên học hỏi ở chú dế mèn. Nhưng thông qua những cái hành động vẫn còn những cái nét chưa đẹp ở dế mèn. Bởi vì sao ạ? Thông qua cái hành động, cái suy nghĩ ấy thì chúng ta thấy dế mèn
kiêu căng, sốc nổi, hợm hĩnh, hung hăng, tự phụ. Chính những cái nét chưa đẹp này sẽ ảnh hưởng tới câu chuyện, tới cái kết quả sau này, hành động sau này dế mèn dành cho người bạn của mình. Chúng ta củng cố lại phần suy nghĩ của dế mèn đối với dế chót. Các em thấy này, dế mèn với dế chót là cái hình ảnh đối lập. Đối lập cả về hình dáng, sự suy nghĩ. Trong cách xưng hô của dế mèn đối với dế chót thì đặt tên cho bạn mình là dế chót. Mặc dù bạn cùng tuổi với mình, ngang tuổi, ông bà ta hay gọi là trạc tuổi đấy, thì dế mèn gọi bạn mình là chú mày, xưng anh. Thông qua cái cách xưng hô này chúng ta thấy rằng là nó rất là chế giễu và trịch thượng. Ngoài ra dế mèn còn khinh khỉnh, mắng khi mà dế chót nhờ dế mèn đào cái ngách thông sang hang của dế mèn thì dế mèn đã hít xì một hơi rõ dài, còn mắng dế chót: chú mày lớn mà chẳng có khôn, chú mày hôi như cúng mèo, im cái giọng mưa dầm sùi sụt ấy đi. Các em thấy rằng cái giọng rất là khinh thường, hít xịt, còn thể hiện cái sự vô tâm của dế mèn đối với dế chót nữa. Tất cả những chi tiết ấy thì đã thấy được rằng dế mèn là một con người kể cả ích kỷ và tàn nhẫn ngay với bạn của mình. Ở hai hình ảnh này các em thấy sự đối lập cả về hình dáng, cả về suy nghĩ. Đối với dế chót nhìn cái gì cũng sợ, nhưng đối với dế mèn bất chấp không sợ điều gì hết bởi vì đang tự phụ thái quá. Dế mèn khi trêu chọc chị Cốc thì sao các em nhỉ? Chị Cốc đang mải miết tìm mồi thì dế mèn đã nghĩ cách trêu chọc để mua vui. Khi rủ dế chót không được thì dế mèn đã tự mình trêu chọc chị Cốc. Khi trêu chọc chị Cốc với một cái mục đích, đó là dế mèn muốn ra oai với chót, chứng tỏ mình là kẻ đứng đầu thiên hạ, không sợ ai cả ngoài việc sợ chính ta. Sợ gì, tao còn biết sợ ai hơn tao nữa. Đấy chính là cái lời khẳng định của dế mèn khi nói với dế chót. Dế mèn đã bày trò trêu chọc chị Cốc bằng việc hát những câu hát: cái cò, cái vạc, cái nông, ba cái cùng béo vặt lông cái nào, vặt lông cái Cốc cho tao, tao xào, tao nấu, tao ăn. Chị Cốc vốn đã tính nóng nảy, sau khi nghe thấy những câu hát trêu chọc mình thì dương mắt tìm kẻ thù. Lúc này dế mèn đã vội chui tọt vào hang, phải không các em? Trong khi đó dế chót thì chết run chết dế và đã phải chịu những cái mỏ sắt của chị Cốc nao xuống, làm cho kẹo cả hai xương sống, năn ra kêu váng trời. Lúc này thì dế mèn chết khiếp, nằm im thin thít. Chị Cốc đi rồi mới bò ra. Cái hành động của dế mèn thật là ngông cuồng và bồng bột. Hậu quả thì thật là thảm thương, đã gây ra cái chết cho bạn. Đây chính là bài học đường đời đầu tiên của dế mèn các em ạ. Dế mèn đã phải trả giá cho cái sự bồng bột cuồng phát của mình. Khi chị Cốc đi rồi, dế mèn mon men đi ra kiếm bạn. Lúc này nhìn thấy dế chót thoi thóp không dậy được nữa thì dế mèn hốt hoảng ăn năn hối hận và đã khóc những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Sau đó dế mèn đem chôn bạn mình vào một bụi tùm nôm, luôn nhớ về cái lời nhắc nhở của bạn mình. Trước khi ra đi, dế chót đã dặn dế mèn: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn cũng mang vạ vào mình. Đấy chính là cái bài học của dế mèn. Dế mèn nhận được bài học về cái thói kiêu căng. Nếu mà kiêu căng, tự đắc, phô trương,
sẽ làm hại người khác và khiến mình phải ân hận suốt đời. Ngoài ra, chúng ta còn nhận được lại bài học về tình thân ái, cũng như dế mèn. Sống trong cuộc sống, chúng ta cần phải có một tấm lòng các em ạ, cần phải biết đoàn kết với mọi người. Trước khi làm tất cả những việc mà chúng ta muốn, chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc trước sau, đặt trường hợp của mình và trường hợp của người khác, xem có nên làm hay không, để rồi chúng ta không phải nhận lại cái kết cục đau lòng như dế mèn. Đấy chính là bài học của dế mèn, cũng như là bài học các em sẽ phải rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Ở trong văn bản bài học đường đời đầu tiên, tác giả Tô Hòa đã sử dụng ngôi kể thứ nhất kết hợp với miêu tả ngoại hình, tính cách của dế mèn. Tác giả sử dụng những tính từ, động từ kết hợp với các phép tô từ như so sánh, nhân hóa, tái hiện lại được hình ảnh chú dế mèn rất là sinh động, chân thật. Từ đây chúng ta cũng sẽ học hỏi được những cái bài học riêng cho cá nhân mình. Cô mong các em hãy khắc ghi lại nội dung bài học. Các em có thể ghi chép lại bài học đường lối đầu tiên. Kết thúc ở đây, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung văn bản thứ hai, đó là văn bản sông nước Cà Mau. Nhưng trước khi tới với văn bản sông nước Cà Mau, cô mời các bạn theo dõi một đoạn âm thanh sau. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng khi tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngơ, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đồng dơi, nghe ai ru câu ơi, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắt xe con tim tôi. Của ca sĩ Phi Nhung đã đưa cô trò chúng ta tới với văn bản sông nước Cà Mau. Nội dung chính của văn bản sông nước Cà Mau các em cần nhớ chính là ấn tượng ban đầu về toàn cảnh sông nước Cà Mau, cảnh sông ngòi kênh rạch, cảnh chợ Năm Căn. Trong cảnh sông ngòi kênh rạch, các em nhớ hai nội dung nhỏ, đó là cách đặt tên sông ngòi kênh rạch, cảnh dòng sông Năm Căn. Ấn tượng ban đầu về sông nước Cà Mau thì các em thấy rằng kênh ngòi ở đây bùa răng chi chít như mạng nhện. Theo lời của nhân vật thì chúng ta thấy rằng trên trời xanh, dưới nước một màu xanh, cây cối một màu xanh trải dài bất tận. Tiếng sóng biển thì rì rào. Thông qua những chi tiết miêu tả đấy, chúng ta thấy cảnh sông ngòi hiện lên vô cùng rộng lớn, mênh mông nhưng cũng đượm buồn bởi cái vẻ hoang sơ vắng vẻ ở nơi đây. Nội dung thứ hai chính là cảnh sông ngòi kênh rạch và rừng nước Năm Căn.
Cảnh sông Hòa, kênh rạch và rừng đốt Nam Căn. Các em thấy trên màn hình đây là cây mái dầm này và hình ảnh con ba khía. Tác giả đã giải thích với chúng ta rằng ở đây sông Ngòi kênh rạch được đặt tên theo đặc điểm của nó. Ví dụ như là địa danh Trà Là, Cái Keo, sông Bảy Háp, rạch mái rầm, kênh Bọ Mắt, kênh Ba Khía. Bản thân tiếng Cà Mau cũng được giải thích là nói chạy đi theo chữ, tức là tiếng Khơ Mâu, tiếng Miên, nghĩa là nước đen. Tất cả những địa danh ấy gợi lên cho người đọc thấy được cái sự giản dị, căn cứ vào đặc điểm riêng của sự vật, thấy rằng thiên nhiên Cà Mau thật là hoang sơ, còn ít người biết đến. Sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, đấy chính là cái sự mối tồn tại song song giữa con người và cảnh vật. Con người thì yêu thương thiên nhiên thì hỗ trợ, tạo ra cái cuộc sống cho con người. Ngoài ra, tác giả còn cho chúng ta thấy được cái sự giao thoa giữa văn hóa vùng miền, giữa văn hóa của các dân tộc Hoa, dân tộc Khmer ở Cà Mau. Trong nội dung này, các em còn cần phải nhớ tới cảnh dòng sông Nam Căn. Dòng sông Nam Căn vô cùng rộng lớn, nước đổ ra biển ngày đêm ầm ầm như thác. Nước cá thì hàng đàn đen chuỗi bơi nhô lên hụp xuống. Tác giả đã đặc tả cái vẻ hùng vĩ hoang sơ của vùng đất này thông qua hình ảnh sông Nam Căn. Ngoài ra, hình ảnh rừng đước cũng gây ấn tượng rất là lớn với người đọc. Rừng đước thì hiện lên cao ngất như hai dãy trường thành dài vô tận. Tác giả lại sử dụng hình ảnh so sánh ngang bằng, rất là thành công trong cái việc so sánh hình ảnh rừng đước với dãy trường thành. Các em thấy rất là đẹp phải không nào? Những điều này chứng tỏ rằng tác giả Đoàn Giỏi rất là yêu thiên nhiên và vùng sông nước Cà Mau. Có như vậy ông mới thả hồn mình vào và tái hiện lại được bức tranh sinh động như thế. Nội dung tiếp theo chúng ta không thể quên được, đấy chính là cảnh chợ Nam Căn nha các em. Cảnh chợ Nam Căn thì hiện lên chủ phú đông vui và tấp nập. Đây chính là cái cảnh chợ Nam Căn này. Đó, cảnh mọi người buôn bán thuyền thì ra vào tấp nập. Đây là các thương lái, các lái buôn trao đổi hàng hóa với nhau. Sự độc đáo ở đây chính là cái việc họp chợ ngay trên sông. Họ chỉ cần tập trung thuyền lại với nhau là có thể mua bán đầy đủ được các thứ tiêu dùng rồi các em ạ. Đó là nơi hội tụ đông vui của những người bán vải, bán rượu. Đấy là người Hoa, người Chăm, người Khmer với những cái bộ trang phục rất là sặc sỡ, giọng nói thì líu lo. Thông qua cái cảnh miêu tả cảnh sinh hoạt trên chợ Nam Căn, chúng ta thấy được cái sự tinh tế của nhà văn trong việc miêu tả cuộc sống vùng đất mũi Cà Mau. Các em thấy được cái sự tinh tế của nhà văn trong việc miêu tả cuộc sống con người ở vùng đất mũi chưa nào? Với hàng loạt những cái hình ảnh liệt kê tác giả sử dụng, như là từ những xuất hiện tới 12 lần, góp cái phần gợi lên sự tấp lập nhộn nhịp của cuộc sống nơi đây này. Nam Căn, cái bộn bề của một thị trấn, anh chị rừng xanh, kiêu hãnh, phô phang cái sự chủ phố, hay nó mang một hơi thở riêng của một chợ ven sông nước Nam Bộ. Ở đây có sự hòa trộn của nhiều văn hóa, nào là món xào, món nấu Trung Quốc, thịt rừng ướp nướng kiểu địa phương kèm theo vài cút rượu. Những người con gái Hoa Kiều bán hàng sởi nởi, những người Trà Châu Giang bán vải, những cụ già người Miên bán rượu, với đủ các giọng líu lo, đủ kiểu ăn vận sặc sỡ, một loạt các hình ảnh liệt kê rất là sinh động. Rõ ràng, nhà văn không chỉ biết tường tận về thiên nhiên Cà Mau mà còn rất am hiểu nét đẹp, độc đáo của cuộc sống của con người vùng sông nước, khiến cho cảnh chợ Nam Căn vô cùng chủ phú sinh động.
văn bản sông nước Cà Mau là một cái nhìn bao quát đến cụ thể, miêu tả cái nét đẹp của vùng đất. Cuối cùng là cảnh chợ Năm Căn. Như vậy, các em thấy rằng tác giả Đàn Giỏi đã miêu tả cuộc sống của vùng cực Nam Tổ quốc qua hai phương diện chính là đất nước và con người. Chính cái việc này cũng sẽ giúp các em thể hiện được cái bài văn miêu tả về cảnh và con người của mình được tốt hơn. Các em hãy đọc lại tác phẩm và nhớ lại những cái chi tiết, cách dùng từ cũng như là cách sử dụng biện pháp tu từ của tác giả để vận dụng vào việc viết bài văn tả cảnh tả người tốt hơn. Để làm thay đổi không khí học tập, cô trò chúng ta cùng chơi trò chơi giải ô chữ. Cô có ô chữ với 8 từ khóa hàng ngang. Để gợi mở cho các bạn mở ra được từ khóa hàng dọc. Câu hỏi thứ nhất: tác giả của tập truyện Quê Nội là ai? Võ Quảng. Câu số 2: từ ngữ thường dùng để so sánh là từ như. Câu 3: người mà núp vượt thác khác hẳn núp ở nhà, nói năng nhỏ nhẹ, tính nét nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ. Đó chính là Dượng Hương Thư. Đúng rồi các em ạ. 4: nội dung chính của phân môn tập làm văn học kỳ 2 là gì? Cô cũng mới nhắc lại với các em ở phần đầu bài học đó. Chính là miêu tả. Miêu tả là nội dung quan trọng ở trong phân môn tập làm văn học kỳ 2 của chúng ta các em nhé. Từ khóa thứ 5: người làm ra tác phẩm thơ văn kịch được gọi là, được gọi là tác giả. Từ khóa thứ 6: vị trí quan sát của tác giả để tái hiện lại cảnh thiên nhiên và hoạt động của con người đưa thuyền ngược dòng là ở vị trí nào hả các em? Ở trên đâu? À, ở trên con thuyền. Từ khóa thứ 7: tác giả đã sử dụng nghệ thuật nào trong đoạn văn miêu tả hình ảnh Dượng Hương Thư? Nghệ thuật nào hả các em? Chính là nghệ thuật so sánh. Rồi, từ khóa cuối cùng: chiếm tỷ lệ 3/4 diện tích bề mặt trái đất là gì? Chúng ta đã biết rồi, thông qua bài học địa lý thì chiếm tỷ lệ 3/4 diện tích bề mặt trái đất chính là nước. Vậy là các em đã tìm được ra từ khóa rồi đúng không nào? Vượt thác. Cô mời các bạn tới với nội dung của văn bản vượt thác. Văn bản vượt thác với hai nội dung chính, đấy là cảnh dòng sông Thu Bồn và hai bên bờ. Nội dung thứ hai là nhân vật Dượng Hương Thư trong cảnh vượt thác. Nội dung thứ nhất, cảnh dòng sông Thu Bồn và hai bên bờ, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ba nội dung nhỏ hơn, đấy là cảnh hai bên bờ ở đoạn sông thứ nhất. Ở đoạn sông thứ nhất thì bãi dâu trải ra rất là bạt ngàn, vườn tược ôm tùm. Dòng sông, những chòm cổ thụ dọc sông thì có những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm nặng nhìn xuống nước, núi cao sừng sững. Tác giả đã sử dụng những từ láy như là ôm tùm này, trầm ngâm, sừng sững để thể hiện được cái vẻ đẹp của dòng sông. Hình ảnh cánh buồm căng phồng xuôi dòng, thuyền rẽ sóng lướt bon bon như đang nhớ núi rừng phải lướt cho nhanh để về cho kịp. Tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa ở đây khiến cho con thuyền mang cái tâm tư giống như con người, phải không nào? Và các thuyền trên sông thì chở rất là nhiều sản vật. Từ lấy bon bon này, biện pháp tu từ so sánh như, rồi nhớ là hình ảnh nhân hóa. Rồi miêu tả cảnh sông ở đoạn có nhiều thác dữ.
Các em thấy những dòng tháp thì dựng lên thẳng đứng này, rất là nguy hiểm. Nước từ trên cao phóng xuống như chảy đứt đuôi rắn. Đây nước bị cạn văng bọt tứ tung, gồ ghề rất là nhiều đá. Ở đoạn sông thứ ba, tức là đoạn cuối của văn bản, thì dòng sông lại trở nên hiền hòa quanh co dọc những núi cao sừng sững. Những cây to mọc giữa những bụi núp súp hom xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước. Qua nhiều núp nớp núi đồi, đồng ruộng lại mở ra. Tác giả đã sử dụng hình ảnh nhân hóa để tái hiện được cái cảnh thiên nhiên dọc hai bên bờ sông, rất là ấn tượng. Các em chú ý hai hình ảnh ở đoạn thứ nhất và đoạn cuối trong việc miêu tả cảnh dòng sông này. Ở đoạn đầu, những cây cổ thụ mọc dọc sông có dáng mãnh liệt, đứng trầm ngâm. Đây, dọc sông những chòm cổ thụ dáng đứng mãnh liệt, đứng trầm ngâm nặng nhìn xuống nước, như mách bảo con người sắp đến khúc sông dữ dội. Ở đoạn sông thứ ba, sông lại chảy quanh co dọc những núi cao sừng sững. Những cây to mọc giữa những bụi núp súp non xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước. Qua nhiều nớp núi, đồng ruộng lại mở ra. Các em nhớ ở đoạn đầu miêu tả dòng sông thì chúng ta thấy những cây cổ thụ mọc dọc sông có dáng đứng mãnh liệt, đứng trầm ngâm, nặng nhìn xuống nước như mách bảo con người sắp đến xúc sông dữ dội hiểm trở và hãy chuẩn bị sức mạnh để vượt qua nhiều thác dữ. Có thể nói, với dáng vẻ trầm ngâm, chòm cổ thụ cũng như có tâm trạng lo lắng với người trên thuyền, như thử thách họ sắp phải đương đầu sẽ hiện ra trong phút chốc. Nhưng ở hình ảnh đoạn cuối thì chúng ta lại thấy rằng hình ảnh những cây to mọc giữa những bụi núp súp non xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước. Hình ảnh này vẫn là hình ảnh nhân hóa nha các em. Trong cách nhìn của con người vượt thác, những cây to so với cây thấp nhỏ lại giống như những cụ già đang hướng họ, động viên họ, thúc họ tiến về phía trước. Thông qua hình ảnh này, tác giả muốn nói với niềm hân hoan, với tâm trạng phấn chấn của những con người vượt qua nguy hiểm, vừa chế ngự được thiên nhiên. Hai hình ảnh rất là sinh động cũng như là để lại ấn tượng, đặc biệt ở trong bài văn. Các em phải chú ý hai chi tiết này giúp cô. Nội dung tiếp theo cô trò chúng ta cùng củng cố lại đó là kiến thức về nhân vật Dượng Hưng Thư trong cảnh vượt thác. Tác giả đã tập trung vào việc miêu tả ngoại hình của Dượng Hưng Thư thông qua những hình ảnh nâng đánh trần như một pho tượng đồng đúc. Các bắp thịt thì cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt của Dượng nảy nửa. Dượng được so sánh như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ, với những cái hành động rất là mạnh mẽ, dứt khoát, đó là những động tác co người phóng sào, ghì chặt đầu sào, thả sào, rút sào dập dàng nhanh như cắt. Chúng ta thấy trong khi vượt thác, Dượng Hưng Thư thật là nhanh nhẹn, mạnh mẽ, dứt khoát, đã chế ngự được thiên nhiên, đưa đoàn thuyền qua đoạn thác dữ một cách an toàn. Điều này khác hẳn với Dượng Hưng Thư núp ở nhà, hiền lành, nhỏ nhẹ, nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ. Chúng ta thấy được rằng đây chính là cái dụng ý của nhà văn. Nhà văn muốn nói đến một tính cách, một phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam, phải không nào các em? Trong cuộc sống, thường thì sẽ hiền lành, nhu mì, nhỏ nhẹ. Nhưng trước những cái thử thách, nguy hiểm, gian nan thì con người bỗng trở nên quyết liệt phi thường.
Cô mong rằng các em sẽ học hỏi được những phẩm chất đáng quý từ hình ảnh người lao động của con người miền Trung tượng trưng ở đây đặc hiện lên là Dưỡng Hương Thư. Các em sẽ học được cái sự cần cù, kiên trì, nhẫn lại, học được cái tính sáng tạo cũng như là cái sự nhanh nhẹn, dứt khoát trong việc sử dụng, trong việc xử lý những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống. Ở cái biện pháp nghệ thuật đặc sắc trong văn bản vượt thác thì các em cũng cần chú ý, đấy chính là việc tác giả sử dụng những cái hình ảnh nhân hóa, so sánh và những cái từ ngữ như là từ lái này để miêu tả được cái hành động của nhân vật. Với cái nối kể chuyện tự nhiên, việc chọn lựa sử dụng các chi tiết nghệ thuật đầy ý nghĩa, hàm ẩn đã đem lại thành công cho đoạn văn vượt thác. Các em nhớ đọc lại văn bản và xem lại mục ghi nhớ giúp cô. Cô sẽ nhắc lại một số nội dung chính về phần nghệ thuật trong văn bản vượt thác nhé các em. Đoạn văn này tác giả đã miêu tả cảnh thiên nhiên và miêu tả cảnh hoạt động vượt thác của con người. Biện pháp được sử dụng chủ yếu ở trong văn bản này chính là biện pháp so sánh và nhân hóa. Trong đoạn văn này, tác giả còn sử dụng một số từ ngữ miêu tả, chọn lọc, thể hiện được cái vẻ đẹp của dòng sông Thu Bồn cũng như là vẻ đẹp của con người trong khi vượt thác. Với cái nối kể chuyện tự nhiên, sử dụng các chi tiết nghệ thuật giàu ý nghĩa hàm ẩn, tác giả đã tái hiện được cảnh dòng sông cũng như con người trong lúc lao động. Chúng ta cần nhớ vẻ đẹp của con người lao động trí dũng trên nền thiên nhiên dữ dội và hùng vĩ của miền Trung, đồng thời ca ngợi phẩm chất của con người Việt Nam dũng cảm mà khiêm nhường giản dị. Đấy chính là nội dung chính của văn bản. Phần thứ hai, cô trò chúng ta cùng đi vào luyện tập. Phần này, cô sẽ để các bạn vận dụng lại kiến thức đã học của mình vào việc viết đoạn văn. Câu số 1, em hãy viết đoạn văn khoảng từ 5 đến 7 câu, nêu cảm nhận của em về nhân vật Dưỡng Hương Thư trong đoạn văn vượt thác trích trong tập Quê Nội, có sử dụng phó từ. Những đoạn văn kiểu này các em đã làm quen nhiều rồi. Nhớ là đoạn văn phải đảm bảo được số câu, nội dung và yêu cầu của phần tiếng Việt. Khi làm xong, các em hãy gạch chân hoặc chỉ rõ bằng việc chú thích phó từ đã sử dụng trong đoạn văn. Nhớ là phải có phần liên hệ bản thân ở cuối đoạn văn nhé các em. Bài tập số 2, các em cũng vẫn viết đoạn văn 5 đến 8 câu, nêu cảm nhận của mình về sông nước Cà Mau, trong đó có sử dụng phép so sánh. Cô hướng dẫn viết đoạn văn này, các em cần phải đảm bảo được số câu, nhớ là đúng về nội dung và yêu cầu phần tiếng Việt, thì các em hãy gạch chân và chỉ rõ ở cuối đoạn văn, ví dụ như là chú thích này, sau đó chỉ rõ phép so sánh mình đã sử dụng. Về phần liên hệ bản thân trong đoạn văn thì các em có thể hướng tới như là các em sẽ cố gắng học tập tốt để được ba mẹ thưởng cho mình một cái kỳ nghỉ tới vùng sông nước Cà Mau tham quan. Hoặc các em hãy liên hệ về cái việc ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vùng sông nước Cà Mau để nó được đẹp hơn, vẫn giữ được cái nét đẹp hoang sơ trong mắt người du lịch. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn hãy ghi chép lại nội dung mình đã được củng cố để hoàn thiện kiến thức của mình tốt hơn. Các em hãy nhớ rằng luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi, đó là điều mà cô cũng muốn nhắn nhủ với các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, học tập tốt ở trong kỳ nghỉ ở nhà. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng lần sau.